Thưa quý vị, giá vàng thế giới đã lần đầu tiên trong lịch sử lên sát ngưỡng 2.400 đô la Mỹ một ounce trong phiên giao dịch sáng nay trên thị trường châu Á. Nguyên nhân được cho là do biến động chính trị, lực mua của các ngân hàng trung ương và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất. Cụ thể, giá vàng tăng từ mức 2.350 đô la Mỹ một ounce lên trên ngưỡng 2.390 đô la Mỹ một ounce sau khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ được công bố. Theo đó, PPI yếu hơn dự kiến đã làm tăng kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Bên cạnh đó, những lo ngại về bất ổn địa chính trị càng làm tăng thêm sự tỏa sáng của kim loại quý này. Ngoài kỳ vọng lãi suất, theo các chuyên gia, một động lực khác đẩy giá vàng lên cao là nhờ động thái của các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc, liên tục mua vàng để giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vàng tháng thứ 17 liên tiếp trong tháng 3 vừa qua dự báo về tương lai của giá vàng hầu hết các chuyên gia vẫn lạc quan cho rằng đà tăng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm nay thậm chí giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới